xuyên bị viêm lợi làm bạn lo lắng, hôi miệng làm bạn mất tự tin trong giao tiếp. Đa số người Việt Nam mắc bệnh răng miệng bao gồm sâu răng, viêm lợi, viêm nhà chu, hôi miệng do bệnh răng lợi. Đừng lo, đã có viên ngậm EasyGet DCPG, một giải pháp bảo vệ răng lợi độc đáo, hiệu quả, được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản do công ty dược phẩm Đông Đô phân phối tại Việt Nam. Viên ngậm EasyGet DCPG giúp bảo vệ răng, giảm thiểu nguy cơ các bệnh liên quan đến răng. Viên ngậm EasyGet DCPG còn giúp làm giảm lượng vi khuẩn gây sâu răng trong nước bọt, giảm hình thành mảng bám trên răng, giúp phòng ngừa sâu răng. Chứa các thành phần tự nhiên là kháng thể EGE tách chiết từ lòng đỏ trứng gà nên sản phẩm đặc biệt an toàn, không giống như kháng sinh, có thể dùng lâu dài mà không ảnh hưởng tới hệ vi khuẩn có ích trong khoang miệng. Viên ngậm EasyGet DCPG được dùng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú, người già mắc bệnh mãn tính. Viên ngậm EasyGet DCPG hỗ trợ điều trị và phòng ngừa sâu răng, viêm lợi, chống hôi miệng do viêm lợi hiệu quả. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.